Kinh ái sanh. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana tại tinh xá ông Anathapindika. Lúc bấy giờ, con một của một gia chủ khả ái đáng thương bị mệnh chung. Sau khi nó chết, người cha không còn muốn làm gì, không còn muốn ăn uống, luôn luôn đi đến nghĩa địa. Người ấy than khóc: "Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?" Rồi người gia chủ ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với người gia chủ đang ngồi một bên: "Này gia chủ, có phải ông có các căn để ăn trú tự tâm ông? Có phải các căn của ông đổi khác?" Bạch Thế Tôn: "Sao các căn của con có thể đổi khác được?" Bạch Thế Tôn: "Đứa con một khả ái đáng thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm gì, con không còn muốn ăn uống. Con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc: Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?" Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, này gia chủ, sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Nhưng đối với ai, Bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy? Sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ không quan hỷ lời Thế Tôn dạy, chống bán lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Lúc bấy giờ, một số người đánh bạc đang chơi đổ nhất lục, không xa Thế Tôn bao nhiêu. Người gia chủ kia đi đến những người đánh bạc ấy. Sau khi đến, nói với những người ấy như sau: "Này quý vị, ở đây tôi đi đến Samun Gautama. Sau khi đến đảnh lễ Samun Gautama rồi ngồi xuống một bên. Này quý vị, Samun Gautama nói với tôi đang ngồi một bên: Này gia chủ, có phải ông có các căn để ăn trú tự tâm ông? Có phải các căn của ông đổi khác?" Này quý vị, được nghe nói vậy, tôi nói với Samun Gautama: "Bạch Thế Tôn, sao các căn của con có thể đổi khác được?" "Bạch Thế Tôn, đứa con một khả ái đáng thương của con đã mệnh chung. Sau khi nó chết, con không còn muốn làm gì, con không còn muốn ăn uống, con luôn luôn đi đến nghĩa địa và than khóc. Con ở đâu, đứa con một của ta? Con ở đâu, đứa con một của ta?" Sự thật là như vậy, này gia chủ. Vì rằng, này gia chủ, sầu bi khổ ưu đãi do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Nhưng đối với ai, Bạch Thế Tôn, sự tình sẽ như vậy? Sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Vì rằng, Bạch Thế Tôn, hỷ lạc do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Này quý vị, không quan hỷ lời Thế Tôn dạy, ta chống bán lại, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Sự thật là như vậy, này gia chủ. Này gia chủ, hỷ lạc do ái sanh, hiện hữu từ nơi ái. Rồi người gia chủ suy nghĩ, có sự đồng ý giữa ta và những người đánh bạc, rồi bỏ đi. Và cuộc đối thoại ấy dần dần được truyền đi và truyền đến trong nội cung. Rồi vua Pasenadi xứ Kosala cho gọi hoàng hậu Malika: "Này Malika, đây là lời Samun Gautama nói với các người ấy. Sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu đại vương, nếu Thế Tôn đã dạy như vậy thì sự việc là như vậy." "Điều gì Samun Gautama nói?" Malika này cũng nói theo. Vì Malika quá quan hỷ với Samun Gautama, vì vị đạo sư nói gì cho đệ tử, và đệ tử quá quan hỷ với vị đạo sư nên nói: "Sự thật là vậy, thưa đạo sư. Sự thật là như vậy, thưa đạo sư." Cũng vậy, này Malika, điều gì Samun Gautama nói, hoàng hậu quá quan hỷ với Samun Gautama nên đã nói: "Nếu Thế Tôn đã nói như vậy, thời sự việc là vậy. Hãy đi đi Malika, hãy đi đi." Rồi hoàng hậu Malika cho gọi Bà La Môn Nalinganga và nói: "Này Bà La Môn, hãy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, dân danh ta cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi có ít bệnh ít não, sinh an khí lực sung mãn lạc trú." "Dạ thưa bà Thế Tôn, hoàng hậu Malika cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, hỏi thăm Thế Tôn có ít bệnh ít não, sinh an khí lực sung mãn lạc trú không?" "Dạ thưa như sau, bà Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau, sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái? Và nếu Thế Tôn trả lời ông như thế nào, hãy khéo nắm giữ và nói lại với ta, vì các Như Lai không nói phản lại sự thật." Thưa dân tâu hoàng hậu.
Bà La Môn Naliganja dâng đáp hoàng hậu Malika, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm với Thế Tôn. Và sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Naliganja bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, hoàng hậu Malika cúi đầu đảnh lễ chân Sa Môn Gotama. Hỏi thăm có ít bệnh ít não, khinh an, khí lực sung mãn, lạc trú và thưa như sau. Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn đã nói như sau: sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái? Thật sự là như vậy, này Bà La Môn. Thật sự là như vậy, này Bà La Môn. Này Bà La Môn, sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thuở xưa ở tại Savatthi này, bà mẹ có một người đàn bà mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Về Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thuở xưa ở tại Savatthi này, người cha có một người đàn bà mệnh chung như trên, người anh mệnh chung, người chị mệnh chung, người con trai mệnh chung, người con gái mệnh chung, người chồng mệnh chung. Từ khi người chồng mệnh chung, người đàn bà này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: người có thấy chồng tôi đâu không? Người có thấy chồng tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, tối xưa ở tại Savatthi này, người mẹ có một người đàn ông mệnh chung. Từ khi bà ta mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: người có thấy mẹ tôi đâu không? Người có thấy mẹ tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, thời xưa ở tại Savatthi này, người cha có một người đàn ông mệnh chung như trên, người anh mệnh chung, người chị mệnh chung, người con trai mệnh chung, người con gái mệnh chung, người vợ mệnh chung. Từ khi người vợ mệnh chung, người đàn ông này phát điên cuồng, tâm tư hỗn loạn, đi từ đường này qua đường khác, đi từ ngã tư đường này qua ngã tư đường khác, và nói: người có thấy vợ tôi đâu không? Người có thấy vợ tôi đâu không? Này Bà La Môn, đây là một pháp môn, do pháp môn này cần phải được hiểu là sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Này Bà La Môn, tổ xưa chính tại thành Savatthi này, một người đàn bà đi về thăm gia đình bà con. Những người bà con ấy của người đàn bà muốn dùng sức mạnh bắt người đàn bà ấy phải xa chồng và muốn gả cho một người đàn ông khác. Người đàn bà ấy không chịu, rồi người đàn bà ấy nói với chồng mình: này hiền phu, những người bà con này muốn dùng sức mạnh bắt tôi phải xa anh và muốn gả cho một người đàn ông khác, nhưng tôi không muốn như vậy. Rồi người ấy chặt người đàn bà ấy làm hai, rồi tự giận, nghĩ rằng hai chúng ta sẽ gặp nhau trong đời sau. Này Bà La Môn, do pháp môn này cần phải được hiểu rằng sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra hiện hữu từ nơi ái. Rồi Bà La Môn Naliganja hoan hỷ kính thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến hoàng hậu Malika. Sau khi đến, kể lại cho hoàng hậu Malika toàn thể cuộc đàm thoại với Thế Tôn. Rồi hoàng hậu Malika đi đến Vipassanadi nước Kosala và thưa: Tâu đại vương, đại vương nghĩ thế nào? Đại vương có thương công chúa Vajiri của thiếp không? Phải, này Malika, ta thương công chúa Vajiri. Tâu đại dương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri của đại dương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Malika, nếu có sự biến dịch đổi khác xảy đến cho công chúa Vajiri của ta,
thì sẽ có một sự thay đổi đến đời sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Dương, mà Thế Tôn, bậc Chi Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói, sầu bi khổ ưu não do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Nữ sắc Lý Lị Vasava, Đại Dương có thương yêu không? Này Malika, ta có thương yêu nữ sắc Đế Lị Vasava. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho nữ sắc Đế Lị Vasava, Đại Dương có khởi lên sầu vi khổ ưu não không? Này Malika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho nữ sắc Đế Lị Vasava, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho đời sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu vi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Dương, mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói, sầu bi khổ ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Tướng quân Vidudapa, Đại Dương có thương quý không? Này Marika, ta có thương quý tướng quân Vidudapa. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho tướng quân Vidudapa, Đại Dương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Malika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho tướng quân Vidudapa, thì sẽ có sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Dương, mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói, sầu bi khổ ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Đại Dương có yêu thương thiếp không? Phải, này Malika, ta có thương yêu hoàng hậu. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho thiếp, Đại Dương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Malika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho hoàng hậu, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu bi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Dương, mà Thế Tôn, bậc Chi Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói, sầu bi khổ ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Đại Dương có yêu thương dân chúng Kasi và Kosala không? Phải, này Malika, ta thương yêu dân chúng Kasi và Kosala. Này Malika, nhờ sức mạnh của họ, chúng ta mới có được gỗ thiên đàng từ nước Kasi và dùng các dòng hoa hương liệu phấn sáp. Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng Kasi và Kosala, Đại Dương có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Này Malika, nếu có một sự biến dịch đổi khác xảy đến cho dân chúng nước Kasi và Kosala, thì sẽ có một sự đổi khác xảy đến cho mạng sống của ta. Làm sao không khởi lên nơi ta sầu vi khổ ưu não? Chính liên hệ đến sự tình này, Tâu Đại Dương, mà Thế Tôn, bậc Tri Giả, Kiến Giả, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác đã nói, sầu vi khổ ưu não khởi lên do ái sanh ra, hiện hữu từ nơi ái. Thật như diệu thai này Malika, thật khi hữu thai này Malika. Thế Tôn đã thể nhập nhờ trí tuệ, đã thấy nhờ trí tuệ. Đến đây Malika, hãy sửa soạn tẩy trần. Rồi Yubasenadi, nước Kosala, từ chỗ ngồi đứng dậy chấp thượng y và một bên vai, chấp tay vái Thế Tôn và nói lên ba lần lời cảm hứng sau đây. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác. Đảnh lễ Thế Tôn, như trên. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-La-Hán, Chánh Đẳng Giác.